của một thế hệ người Việt Nam đang được chuẩn bị lật qua với sự ra đi của bà Maria Lai. Trang sử đó đã được viết lên không bởi những dòng chữ văn hoa bóng bẩy, nhưng được viết lên bởi những giọt mồ hôi, bởi những sự hy sinh, bởi có thể nói rằng những giọt máu nữa, và bởi sự nhục nhằn, nhẫn nại, can đảm của những người chân đăng đã bước chân sang lên tới cái đảo này để tìm một cuộc sống mới. Vào năm 1975, trước khi mất một vài năm, ông Vũ Đức Huy, tức ông Cả Huy, tự thu âm một đoạn băng về cuộc đời chân đăng của mình. Tôi, Luca Vũ Đức Huy, tôi kể về đời tôi từ khi mới chào đời cho tới nay, để các con cũng như các cháu của tôi được hiểu biết qua về tiểu sử của cha mẹ như thế nào, hay quê quán của cha mẹ ở về đâu. Vì các con cũng như các cháu của tôi đều sinh ra nơi đất khách quê người. Trang sử của một thế hệ người Việt ở Nouvelle-Calédonie đã được mở ra như thế nào? Vì sao có thế hệ người Việt được sinh ra ở đây nhưng không biết quê hương cha mẹ ở đâu? Giữa thủ đô Nouméa, nơi Thái Bình Dương xanh, một nhóm tượng chân đăng Việt Nam được đặt ở đầu phố châu Á. Dưới chân tượng ghi rõ: ghi nhớ công ơn của những người chân đăng Việt Nam đã góp phần vào phát triển kinh tế Nouvelle-Calédonie và Nouvelle-Hébrides từ cuối thế kỷ 19. Chân đăng là ai? Đó có phải là những cái chân bị cùm và những số phận bị kìm kẹp? Nouvelle-Calédonie là một quần đảo ở Thái Bình Dương vốn nằm trong cùng hệ thống thuộc địa Pháp giống như Đông Dương vào cuối thế kỷ 19. Quần đảo này nằm trọn trong một lớp vỏ san hô xanh biếc với trữ lượng gần 25% niken toàn cầu. Theo điều tra dân số tháng 8 năm 2014, cộng đồng người Việt Nam chiếm khoảng hơn 1% dân số Nouvelle-Calédonie hiện nay. Nhưng cộng đồng người Việt ở đây có đầy đủ kết cấu từ đời sống vật chất đến đời sống tinh thần và có những dấu hiệu của một cộng đồng có lịch sử đã hình thành lâu đời ở đây. Cộng đồng này có mối liên hệ nào với khái niệm chân đăng? Việc tìm kiếm dấu vết chân đăng ở Nouvelle-Calédonie không thể thiếu sự tham gia của thế hệ người Việt thứ hai là con cái người chân đăng. Bởi số lượng người được gọi là chân đăng ở Việt Nam cũng như ở Nouvelle-Calédonie gần như chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Bà Nguyễn Thị Sen, còn gọi là bà Hòa, là một trong hai người chân đăng Việt Nam cuối cùng còn sống tại Nouvelle-Calédonie. Tính từ ngày đến mảnh đất này, bà đã sống ở đây gần 80 năm. Vì sao bà được gọi là chân đăng và người con gái Bắc Kỳ năm xưa lên tàu rời quê nhà, xa cha mẹ để đến đây, và thế hệ bà đã trở thành một phần của lịch sử xứ người như thế nào? Cuốn phim tài liệu này được làm với mong muốn nói tới lịch sử, dấu vết và dấu ấn của người Việt sau hơn 120 năm hình thành và phát triển cộng đồng của mình tại Nouvelle-Calédonie. Theo tờ báo Fran Ostrand, năm 1891, chuyến tàu Cherry Bông với trọng tải 2.132 tấn đã cập cảng ở Nume sau chuyến hành trình dài hơn một tháng đi từ Hải Phòng qua côn đảo ở Đông Dương và đến Nouméa ngày 14 tháng 3 năm 1891. Trên tàu là 791 người Tông Canh, trong đó 750 là tội phạm từ côn đảo,
chỉ có 41 người là lao động tự nguyện đến đây. Chuyến tàu được coi là dấu mốc đầu tiên sự có mặt của người Việt ở Nouvelle-Calédonie, mặc dù còn nhiều dấu vết cho thấy từ trước đó người Việt trong trạng thái tù đầy hoặc bị đưa đi lao động khổ sai hoặc tự nguyện đến đây để làm ăn với một bản giao kèo giữa chính phủ Pháp ở Đông Dương, công ty tuyển mộ của Louis Ballang và người lao động. Cuốn ký ức của người Calédonie ghi lại: sau hàng tháng trời lênh đênh trên biển với điều kiện vệ sinh tệ hại, bị nhiều lính canh giữ, những người Tokinoas lúc đó được coi là luôn mang theo mình vi khuẩn tả. Chính vì thế họ đã bị cách ly 40 ngày tại Fraissinet. Trần Đăng hiểu đúng như nghĩa vốn có của nó là việc người lao động đăng ký một chỗ để đi làm việc với một giao kèo. Vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, những người lao động Đông Dương lúc bấy giờ đi đăng ký ở nơi tuyển mộ để bước vào thực hiện một hợp đồng lao động kéo dài 5 năm với các hãng khai thác mỏ ở Tân Thế Giới. Sau khoảng thời gian 40 ngày cách ly để đảm bảo điều kiện vệ sinh dịch tễ, người lao động Bắc Kỳ Đông Dương khi đó được đặt lại tên bằng số. Và kể từ đó, mỗi người lao động Đông Dương được quản lý trên mọi giao dịch bằng số, còn gọi là số đăng. Vậy là trang sử có mặt và hình thành của cộng đồng người Việt Nam tại Nouvelle-Calédonie bắt đầu từ đó. Trở lại Đông Dương, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, sống dưới chế độ thực dân phong kiến, người Tông Canh, tức là người dân Bắc Kỳ thời Pháp thuộc. Họ là những người đói khổ, bị bóc lột, đã tự nguyện đến các lán tuyển mộ, nhận hợp đồng đi làm để hy vọng có một cơ hội kiếm tiền. Les lois françaises, les lois pénales françaises s'appliquent dans les colonies. Luật pháp của Pháp được áp dụng tại các thuộc địa ở Algeria, ở Tahiti, quần đảo Réunion, ở cả Bắc Bộ và Nam Bộ của Việt Nam. Trên tàu Cheribon, đa số những người tù nhân ở côn đảo bởi người ta đã không tìm đủ số lượng người tự nguyện sang đây. Car on n'avait pas trouvé assez de gens libres volontaires pour venir. Nhưng dù là phạm nhân hay người lao động tự nguyện thì đều được đưa vào các khu mỏ để đẩy mạnh hiệu quả khai thác thuộc địa Nouvelle-Calédonie cho Pháp. Trong nhiều nghiên cứu của ông Park Bang Song cũng cho thấy, thậm chí nhiều tù nhân từ Nouvelle-Calédonie cũng bị trục xuất đi đầy từ đây tới côn đảo và có sự trao đổi tù nhân giữa các đảo trong hệ thống thuộc địa của Pháp thời bấy giờ. Trung tâm lưu trữ Việt Nam còn lưu trữ những tài liệu về những người Việt bị chính quyền Pháp trục xuất do có những hành động nguy hiểm cho sự cai quản của họ ở Đông Dương. Còn những người dân Bắc Kỳ tự nguyện đến Nouvelle-Calédonie với một hợp đồng lao động mà sau này họ được gọi là chân đăng, họ đã đến và bắt đầu cuộc đời thợ mỏ ở đây như thế nào? Nouvelle-Calédonie trở thành thuộc địa của Pháp vào năm 1853 với sự đánh chiếm của đô đốc Fabrice de Pointe. Người bản địa Kanak cũng nhanh chóng được đưa vào các khu mỏ để khai thác nickel và chrome. Cho đến năm 1880, với sự ra đời của công ty Le Nickel, Nouvelle-Calédonie trở thành một địa chỉ tuyển mộ rầm rộ người lao động chân đăng từ Đông Dương. Cần phải nói thêm rằng sự cảm kích không tới từ các doanh nghiệp mà tới từ chính quyền. Họ ý thức được là phải đưa lao động từ nơi khác tới để làm việc trên các mỏ. Qui était conscient qu'il y avait besoin de faire venir des bras en Nouvelle-Calédonie pour travailler sur mine. Mặt khác, trong một lá thư gửi Bộ trưởng Bộ thuộc địa, chính quyền Nouvelle-Calédonie đã nhắc tới vấn đề nhân lực từ Đông Dương như sau: Paris, ngày 5 tháng 12 năm 1894. Công cụ phù hợp hơn để đảm bảo nhân lực cho việc khai thác nickel chính là ở Đông Dương, mà đặc biệt là ở Bắc Kỳ. 5.000 lao động rút bớt khỏi Đông Dương thì chẳng là cái gì, nhưng với Nouvelle-Calédonie lại là cả một sự nghiệp. Trong việc sử dụng cả tù nhân lẫn người lao động tự nguyện vào khai thác mỏ, tất nhiên là người bị kết án chỉ được nhận đồng lương ít hơn so với người có ký giao kèo đi lao động.
một bản giao kèo được tìm thấy trong Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 Việt Nam có nội dung như sau. Người cu ly chịu đăng trong 5 năm, mỗi người cu ly phải làm việc nhiều nhất là 9 giờ mỗi ngày. Tiền lương ít nhất là 12 francs cho đàn ông và 9 francs cho đàn bà. Rồi sau, hoặc hết hạn giao kèo, thì trong vòng 6 tháng, người chủ phải trả tiền tàu cho người cu ly cùng với vợ con họ về đến tận nơi đã mộ người ta trước kia. Vậy là mỗi số phận người lao động chân đăng từ Đông Dương đi Nouvelle-Calédonie, hay còn gọi là Tân Thế Giới trong tiếng Việt, đã bắt đầu từ đây với giao kèo này. Đi lễ nhà thờ rồi họ có gọi vào cô Trần, cô đi mộ phu không? Thế bảo đi Tân Thế Nam Kỳ, thì cứ bảo đi Nam Kỳ thì mỏ cao su nó nóng lại, đi Tân Thế. Thế mình bảo mình đi Tân Thế. Thế là rủi chứ, không có bây giờ mình có biết gì đâu mà. Mình có 17 tuổi thôi. Thế là bà mẹ bà tốt bảo là thôi, 5 năm như giấc cũng ngoài ấy mà. Để cho đi. Làm đi cái này làm bút xe, làm mát, làm bút xe. Nhặt đổ túc, đem đổ đống, xong rồi nó xúc ngòn, đổ lên cái nồi này nấu. Cơm thì nó có thôi cái nồi bạc chân, trời tao ơi. Thế rồi vào đấy xúc mạng với muối. Đói lắm, đói khổ lắm, bây giờ đi khổ ghê lắm. Cái làm thì nó bảo mày đi lấy tô mát. Thì chả biết đi lấy tô mát, đi lấy quả cà chua. Về nó lại đá cho. Lại tát cho mấy tay. Không biết tiếng Pháp, lao động vất vả tại các khu mỏ và những hình phạt của người quản lý mỏ là phần ký ức gần như thường trực của những người chân đăng Việt Nam vào giai đoạn đầu đến Nouvelle-Calédonie. Tuy vậy, người ta vẫn truyền tay nhau và rủ nhau đi Tân Thế Giới với một hy vọng đổi đời. Văn bản thống kê tại Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại Nouvelle-Calédonie cho thấy đã có 31 chuyến tàu đi từ Việt Nam đến Tân Thế Giới từ ngày 14 tháng 3 năm 1891 cho đến ngày 29 tháng 10 năm 1929. Và năm 1929, số dân Bắc Kỳ Đông Dương có mặt ở đây đã lên tới con số 6.000 người. Theo cuốn sách ký ức của người Caledonia, những chuyến tàu mới vẫn đến với tần suất khoảng 5 tháng một lần, mang theo hàng trăm lao động mới, mặc cho sự bất mãn của người lao động đã được thể hiện ở xứ này. Tôi nghĩ rằng xét một cách tổng thể, quan điểm của Pháp và Nouvelle-Calédonie thời đó là những người lao động hợp đồng phải chịu cực khổ trong 5 năm. Rồi sau đó, họ có thể có một khoản tiền để về mua một mảnh ruộng hoặc là mở cửa hàng gì đó. Có nghĩa là chịu khổ trong 5 năm để khi trở về có một cuộc sống tốt hơn. Có lẽ không ai nghĩ giấc ngủ ngày 5 năm như những người lao động chân đăng nghĩ ban đầu lại trở thành nhiều lần 5 năm. Chính vì thế, khi tỷ lệ tuyển mộ có sự chênh lệch quá lớn giữa nam và nữ đã trở thành một vấn đề xã hội đau lòng nhất trong cộng đồng người Việt. Chính quyền và người tuyển dụng đã đặt ra câu hỏi, ai là người họ cần để lao động trên mỏ? Và đương nhiên đó là những người đàn ông với sức mạnh cơ bắp. Cứ 5 đến 10 người đàn ông với sức mạnh cơ bắp đó, cùng với 1-2 người phụ nữ Đông Dương vốn chỉ định đến Nouvelle-Calédonie để làm bếp trong vòng 5 năm. Bất đắc dĩ, họ phải sống cùng nhau trong gần 30 năm. Những điều không mong muốn đã xảy ra. Có một chị lớn hơn tôi, hình như 11 tuổi thì phải. Chị mới khoe với tôi, mày, tao sắp lấy chồng đấy. Và cái chị đó thì là lấy một ông chân đăng, là bậc cha chú. Về sau này thì nói chuyện với nhau thì mới càng thấm được cái nỗi đau của cái người con gái nhỏ tuổi như thế mà đã phải dấn thân vào một cái hoạt động, một cái hoạt động sinh lý mà mình chưa hề được chuẩn bị. Nói về chế độ lao động, người lao động nhập cư Đông Dương đến Nouvelle-Calédonie giai đoạn đầu là những người phải chịu nhiều sự vất vả. Nó nằm trong bối cảnh chung về chế độ lao động và cách đối xử của chế độ thực dân trong giai đoạn này.
nhưng rõ ràng không hề có những hình phạt mà người lao động phải chịu trong giao kèo ban đầu. Hải Phòng, ngày 9 tháng 2 năm 1898. Kính gửi Ngài Thống sứ Hà Nội. Thưa Ngài, tôi xin được gửi tới Ngài kèm đây một bức thư chữ quốc ngữ với bản dịch mà những người An Nam hiện ở Nouvelle-Calédonie gửi tới để tùy Ngài xem xét cách xử trí. Chúng tôi là những người tự nguyện cam kết chứ không phải là tù nhân, vậy mà chúng tôi đang phải chịu một cách xử sự y như tù nhân. Chúng tôi lao động mệt nhọc, được ăn ít, sống ở mỏ thật là khổ sở, nước thì rất bẩn. Mới sống ở đây chỉ có một năm, vậy mà có đến 30-40 người trong chúng tôi bị chết do khí hậu. Một lỗi nhỏ cũng dẫn đến bị phạt đánh và bị trừ lương. Mỏ không chỉ thiếu những cánh tay lao động mà còn ăn mất những lao động ấy. Điều đó có nghĩa là công việc vất vả, thường xuyên có tai nạn trên mỏ, thậm chí có người thiệt mạng. Những người được tuyển mộ đến đây vào những năm 30 vẫn phải chịu một chế độ lao động không khác là bao so với những người đến vào cuối thế kỷ 19. Đun gòn rồi xúc cây này, nấu làm cái cây này phải làm cái nửa đổ than này xuống, bây giờ nó có máy móc tước mộ phù phải làm vất vả vậy đi. Nó đánh, không làm được nó đánh, không biết tiếng. Nó bảo mình đứng thì mình ngồi, nó bảo mình ăn giờ thì mình chưa ăn. Thì chẳng hiểu cái gì cả. Mà không lên thì là họ đánh. Thành cái tí là họ phạt rồi buồn. Bắt được điệu phu ấy. Nó bảo là sang bếp thổi cứ 10 người đàn ông. Người đàn bà lau bếp. Có cho đâu. Nó cho đi làm tết lung tung. Cái dãy nước trên này. Và gòn cao đi cầm cứ hất đi này. Ôi dồi, khổ lắm. Tôi đẻ một tháng rồi đứng ở dãy nước này này. Bảo nó đổi nó không đổi. Tuy vậy, số lượng lao động Việt Nam ở Nouvelle-Calédonie vẫn được duy trì cho đến năm 1939, khi chiến tranh thế giới thứ hai chính thức nổ ra. Dù đã hết hợp đồng 5 năm, người Việt cũng nghĩ rằng đã hết hạn chân đăng. Cuốn ký ức của người Calédonie ghi lại: người Việt bị mắc kẹt tại Nouvelle-Calédonie bởi không chỉ là tình hình an ninh trên biển phức tạp, và hàng loạt tàu đã được chuyển thành phương tiện của quân đội, khiến cho những chuyến hồi hương của công nhân trở nên không chắc chắn. Điều đó khiến những người Đông Dương bị tan vỡ hy vọng mong manh là muốn thấy lại mảnh đất quê hương. Đi từ 1938 đến 1961 thì về, 20 mấy năm, nó ở văn phòng, quan nó gọi mới được về, chứ có phải là tự nhiên mà về được đâu. Bà Claudie Sen, một giảng viên, nhà nghiên cứu sử, trong những nghiên cứu của bà đã chỉ ra, đã có những phong trào đấu tranh đòi hỏi quyền lợi của người Việt xảy ra từ những năm 30. Theo thời gian và hoàn cảnh lao động, người Việt thay đổi mục đích và cách thức đấu tranh một cách có hệ thống. Và ít nhiều, những phong trào đó có sự ảnh hưởng của những phong trào chống thực dân trên thế giới khi đó. Họ đã biết là mình không được trở về ngay, nên vấn đề đó cực kỳ quan trọng. Vấn đề khác là thi hành chính sách cư trú. Việc họ không thể tự do đi lại tự do là một yếu tố để phản đối, dẫn đến những cuộc đình công vào những năm 40. Và trong cuộc đình công ở Chio, Nouvelle-Calédonie, đã có một người Việt Nam phải nằm lại vĩnh viễn nơi xứ người. Khi mà ông bố mất thì tuổi đời mới được 4 tuổi. Sau này được người mẹ kể lại câu chuyện thì cụ sẽ mất trong một cái cuộc đình công của giai cấp công nhân chống lại chủ mỏ. Không may cho cụ là có một cái người lính da đen bị cướp cỏ. Cho nên là cụ bị trúng đạn và gục tại chỗ. Bố của ông Sáu là cụ Nguyễn Văn Bách, một người Việt đã thiệt mạng trong bối cảnh cuộc đình công của người Việt tại Chio để đòi tăng lương, giảm giờ làm. Ông Sáu về nước những năm 60 cùng với mẹ và các em của mình, nhưng phần mộ của cha ông thì vẫn còn nằm ở nghĩa trang Chio, Nouvelle-Calédonie. Nhờ qua cô mà thắp giúp cho tôi một nén hương trước mộ của bố tôi. Thank you.
bó hoa của ông Sáu không thể đến được Nouvelle-Calédonie Tây Nguyên. Chúng tôi mua những cành hoa khác để đặt lên nhiều ngôi mộ người Việt, người Nhật, người Indonesia tại đây. Nghĩa trang Chio được gọi là nghĩa trang lịch sử. Giống như nhiều địa danh khác, bên cạnh các khu mỏ luôn là những nghĩa trang. Nó đánh dấu sự mất mát của những người công nhân mỏ, bởi người ta vẫn nói mỏ không chỉ thiếu những bàn tay, mà nó còn ăn mất bàn tay người lao động. Nhiều cái chết được biết đến, được con cái họ tìm lại. Nhiều cái chết chỉ còn trong ký ức của những người đã chôn cất họ. Nén hương quê khắp mẹ già nơi chiến suối, nơi tha hương mừng mẹ quạnh như. Con rất muốn hàng ngày con thăm mẹ, nhưng nơi xa con sao đến được. Mẹ hiểu cho con, thông cảm cho con, đừng trách mắng lòng con khổ lắm. Các cháu con cũng muốn gặp bà, nơi xa xôi bà thông cảm nhé, phù hộ con cháu hạnh phúc an lành. Cẩm Phả, ngày 1 tháng 9 năm 2013. Năm 1945, Việt Nam tuyên bố trước toàn thế giới là nước độc lập. Qua thủy thủ tàu Viễn Dương, tin Việt Nam độc lập tràn khắp nơi ở Nouvelle-Calédonie, từ thủ đô Noumea phía Nam tới miền Bắc, các mỏ ở Chibagi. Bạn biết đấy, họ bị đối xử tàn tệ, họ muốn tự do và có những điều kiện tốt hơn. Họ nghe tin quân Nhật đầu hàng và thất bại. Mọi người trông ngóng tới ngày độc lập vì họ muốn trở về quê hương. Nhờ anh em họ làm tàu đó, thì chúng tôi mới có đề nghị là gửi cho tôi một cái đĩa hát tiến quân ca. Nếu anh em gửi về, nó đem nó đập đôi ra, chúng tôi lại phải gắn lại để nghe thì mới thuộc được cái bài tiến quân ca. Thì mỗi khi mà có hội họp thì anh em chúng tôi cũng lại hát tiến quân ca. Tết độc lập ở quê nhà cũng trở thành ngày lễ đối với người Việt tại Nouvelle-Calédonie từ đó. Hội Người lao động Việt Nam của đảo đã khẳng định xu hướng chống Pháp nhân dịp lễ độc lập mùng 2 tháng 9. Cuộc gặp mặt đã tập hợp được hơn 150 người lớn và 200 trẻ em, diễn ra trong nghi lễ quen thuộc. Các bài hát ca ngợi Hồ Chí Minh, diễn văn kể lại lịch sử cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất của Việt Nam và thắp hương tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập. Cùng với nền độc lập ở quê nhà, người Việt ở Nouvelle-Calédonie càng thôi thúc để họ có quyền được về nước, vì nước của họ đã độc lập. They raised the flag for two reasons. They were proud of their country. And also because they were in the French colony. Họ dương cao lá cờ Việt Nam vì hai lý do. Một là họ tự hào vì đất nước của họ và cũng vì họ đang ở một thuộc địa của Pháp. Và họ muốn chứng tỏ rằng mình không theo phe Pháp. Tất nhiên đa phần người da trắng phản đối hành động này, hành động dương cao lá cờ tổ quốc của Việt Minh. Lúc trước thì là hạn chế cái sự đi lại, ngay thí dụ như tôi mà muốn vào trong khu Bắc là cuối nước đó thì cũng phải là nó có cho đi mới được đi. Hay là thí dụ mà tôi đi xem phim mà muốn mua vé hạng nhất nó không bán, đi xe buýt nó không cho ngồi trên. Chỉ có sau giải phóng thì chúng tôi mới được tự do lên mặt được một tí chứ. Cùng lúc đó, một quyết định của ông toàn quyền Nouvelle-Calédonie vào ngày 15 tháng 6 năm 1945 đã khẳng định. Việc tự do cư trú được trao trọn quyền vào ngày 5 tháng 7 năm 1945 cho tất cả người di cư có mặt tại Nouvelle-Calédonie
và các đảo phụ thuộc đến đây theo chế độ hợp đồng lao động. Kể từ sau năm 1945, lao động Việt Nam tại Nouvelle-Calédonie đã được sống với một chế độ quản lý thoải mái hơn về cư trú. Nhưng rất nhiều lần 5 năm trôi qua, người ta vẫn chưa thực hiện lời cam kết với những người chân đăng là đưa họ hồi hương. Tôi nghĩ rằng có một lý do thực sự liên quan tới phương tiện vận chuyển. Nhưng tôi cũng nghĩ có cả vấn đề liên quan đến quan hệ của Nouvelle-Calédonie, Pháp và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là thời kỳ chấm dứt thuộc địa. Kể từ năm 1939 đến năm 1961, cộng đồng người Việt vẫn tiếp tục phát triển lớn mạnh ở Nouvelle-Calédonie và ở đó các thế hệ người Việt mới ra đời. Dấu vết cộng đồng làng, một kết cấu xã hội đặc trưng của người Việt đã được tìm thấy nhiều nhất ở những khu mỏ phía Bắc. Ông Phạm Ngọc San Golan, một người gốc Việt, được sinh ra tại làng Tông Canh ở Chibagi vào những năm 50. Ông rời làng từ lúc 5 tuổi, đã từng hồi hương Việt Nam theo cha mẹ vào những năm 60. Nhưng làng Tông Canh ở Chibagi vẫn là nơi chôn giấu tuổi ấu thơ thuở nào. Năm cột điện này còn bây giờ nó gục xuống tại chỗ rồi. Tất cả người Việt ở trên cái làng Tibagi này, mỗi khi có công việc gì thì họ đều xuống dưới đó để tụ họp, bàn bạc hay là giải quyết một công việc gì, ví dụ như là cần phải bàn hết người Việt. Thì các cụ ngày xưa có một cái trống, chỉ đánh 3 hồi 9 tiếng, thì ở trên này nghe thấy hết. Thế là họ nghe thấy tiếng trống gọi là các gia đình xuống. Gần 30 năm sự có mặt của người Việt ở Chibagi, một ngôi làng Bắc Kỳ ở Việt Nam thu nhỏ được dựng lên ở đây với đầy đủ sắc thái từ phong tục trong gia đình, tập quán quê hương. Cuốn kỷ yếu của các gia đình ở Chibagi được thực hiện bởi hai nhà báo địa phương ghi lại. Ngôi nhà cộng đồng là trái tim của làng Tông Canh. Người ta tụ hội vào những dịp lễ Tết, đám hỏi, đặt tiền thánh, những sự kiện chính trị và người ta diễn kịch ở đó. Về quê, đây cũng là quê, nhưng mà bây giờ nó không còn gì nữa. Cảnh cũ cũng không còn và người xưa thì bảo hầu như những thế hệ bố mẹ này, các cụ đã mất, kể cả bạn bè cũng vậy thôi, cũng không gặp ai nữa từ khi rời cái mảnh đất này. Vào thời kỳ phát triển nhất của lực lượng lao động của mỏ Chibagi, có khoảng 600 lao động làm việc ở đây. Hơn một nửa là người Bắc Kỳ. Họ được giao những công việc nặng nhọc nhất, khó nhất. Một số người thậm chí đã vươn lên thành quản đốc, chủ của một công ty mỏ. Trong ký ức của những người thời đó tôi ghi nhận được, họ khẳng định người Bắc Kỳ là những người rất năng động, thông minh, họ nổi trội trong đời sống ở Chibagi. Très actif, très astucieux, ils ont marqué beaucoup la vie à Chibagi. Sau khi được hưởng một chế độ cư trú mới, người Việt đổ về thủ đô Nouméa để làm ăn, cho con cái họ được đến trường Pháp để học. Cùng với sự có mặt của người Mỹ ở Nouvelle-Calédonie tập luyện cho những kế hoạch chân châu cảng, người Việt có một nguồn khách hàng đáng kể để buôn bán nhỏ, phát triển kinh tế và hòa nhập đời sống đô thị. Tôi làm giỏi lắm. Tôi có mua những con cua về. Về tôi
ruốc cái này thì là tôi làm mấy lại những cái gọi là cái gì, cái chả xà gòn ấy. Ô, tôi bán cho đen. Ôi, rồi tôi đi buôn rượu. Ê, tôi làm nhiều việc. Cái thời gian trắng ở đây thì nó không có chơi nhiều làm ít. Rồi Mỹ nó sang cái năm bao nhiêu ấy, để đi đấy cái mùi xoa, mình làm mùi xoa mình để là Nouvelle Caroni Pacific đấy. Với cái vòng ốc của Mỹ nó cái nhà tồn ấy, nó bỏ ra ống nhặt xong rồi về ông đánh giấy ráp đi ấy. Rồi nó kẻ chữ là Nouvelle Caroni với Pacific để bán ấy. Những thanh niên Việt Nam bắt đầu được đi học ở trường Pháp, được tiếp xúc với nền văn hóa Pháp. Nhưng những người nông dân Bắc Kỳ năm nào không bao giờ quên dạy con cái họ rằng họ là người Việt Nam. Trước cửa nhà ông giáo vuông ở Đô Nham Bô, vẫn còn một câu đối. Lương đống như kim tân cương độ, đường huyền tự cổ cựu quy mô. Các bậc lương đống trong gia tộc, dẫu thời thế đổi thay, vẫn giữ lòng kiên cường cứng rắn. Con cháu trong gia tộc, dẫu thời thế đổi thay, phải giữ lề thói của gia tộc từ xưa để lại. Cái gọi là xác định rõ mình là người Việt ấy, thì tôi nghĩ rằng nó là từ khi mình mới sinh ra. Nó cũng sẵn cái dòng máu Việt ở trong người mình rồi. Và từ nhỏ mình cũng đã được coi như là bố mẹ nói lại là phải về nước. Tổ quốc thiêng liêng lắm. Gìn giữ văn hóa, hướng về cội nguồn và một niềm tự hào dân tộc đã trở thành một sự thôi thúc để những người nông dân xa xưa đi lao động kiếm sống, trở thành những người cách mạng. Ông Lê Hữu Trí, cháu của ông Lê Ngọc Liên, tức là ông Cả Lê, một người Việt đã bị trục xuất bởi chính quyền Pháp vào năm 1913. Ông Trí hiện sống ở Hà Nội và ông vẫn còn giữ một bức điện tín được gửi đi từ Paris năm 1947. Bộ phận dịch vụ điện tín, địa chỉ đến Nguyễn Đức Thận, Calephoto, đại lộ chiến thắng ở Noumea, đã nhận được 1.672.000 francs, rất cảm động. Xin gửi đến lời cảm ơn chân thành nhất của những người đồng hương ở Việt Nam cũng như của chính phủ, sẽ chuyển khoản này vào Quỹ Cứu Quốc. Chào thân ái, Hồ Chí Minh. Qua các báo cáo an ninh và tình hình lao động ở Nouvelle Calédonie gửi về Pháp cho thấy, việc người Đông Dương gửi tiền cho ông Trần Ngọc Danh, đại biểu Việt Nam tại Paris, vẫn tiếp tục đều đặn. Tiền thu được trong các cuộc quyên góp khác nhau, trung bình là 30.000 quan hàng quý. Hầu như các phong trào đóng góp cho cách mạng và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc Việt Nam khi ấy đều được bà con ở Nouvelle Calédonie nghe ngóng, thực hiện như đang ở quê nhà. Việc tổ chức ngày lễ độc lập, Tết Nguyên đán, ngày 19 tháng 8 của người Việt liên tục được đề cập đến trong các báo cáo của toàn quyền Nouvelle Calédonie gửi về Pháp. Có một lý giải nữa khi được hỏi về hình ảnh của người Việt Nam ở Nouvelle Calédonie, đó là tinh thần đấu tranh để đảm bảo quyền con người, quyền của người lao động và sau này là quyền hồi hương. Ông Julian Johnson, con trai của nhà báo PS Johnson, chủ bút tờ Le Caledonian, khi nhận được tin có đoàn làm phim về Chân Đăng đến tìm hiểu về những phong trào đấu tranh đòi quyền hồi hương của người Việt vào những năm 1950-1960, ông đã đem toàn bộ tư liệu của người cha để lại trong ngăn tủ hơn 50 năm qua để đến và nói về tinh thần yêu chuộng hòa bình, bảo vệ lẽ phải của cha mình. Vì sao cha mình giúp người Việt? Vì sao ông trân trọng và gìn giữ tư liệu của cha về người Việt trong suốt nhiều năm qua? Ông rất ấn tượng với những người Việt trong việc đòi quyền hồi hương trong những năm 50 và 60. Ông thường nói với tôi là sự việc đã không trở nên xấu hơn là nhờ những người Việt đã luôn bình tĩnh và rất kiên nhẫn, đoàn kết. Một báo cáo năm 1953 từ toàn quyền Nouvelle Calédonie gửi về Pháp có nội dung như sau. Đội Hiến binh Quốc gia, biên bản về việc 11 đại diện người Bắc Kỳ trưng một biểu tượng có tính chất phản loạn tại mỏ Chibagi. Mùng 2 tháng 5 năm 1953, tại Chibagi, Pangumen, chúng tôi phát hiện một lá cờ đỏ được treo trên một cột cao 8 mét dựng giữa làng Việt tại mỏ Chibagi. Lá cờ là một miếng vải đỏ hình chữ nhật. Lá cờ đỏ được coi là một biểu tượng phản loạn.
chúng tôi đã hạ lệnh phải hạ lá cờ, tịch thu để làm vật chứng và lời khai của 11 người Việt bị tra hỏi giống hệt nhau. Tôi và 10 đồng chí đại diện cùng nhau kéo lá cờ này lên. Không biết từ bao giờ, những cuộc đình công nhỏ lẻ từ những năm 1945 đã trở thành một cuộc đấu tranh có tổ chức khi người Việt muốn chứng tỏ sự tự hào về quê hương bản quán và đòi quyền hồi hương. Việc đó đã gây ra một sự khó chịu với chính quyền Nouvelle-Calédonie và nhất là với Ủy ban bảo vệ quyền lợi của người Calédonie. Một quyết định của chính quyền Nouvelle-Calédonie được đưa ra vào ngày 30 tháng 3 năm 1954. Cấm trưng bày một số biểu tượng nơi mà công chúng thường lui tới. Quyết định này để theo dõi Việt Minh treo ảnh chân dung Hồ Chí Minh trong cửa hiệu của họ. Một tờ rơi trong hồ sơ bảo vệ quyền lợi người lao động của nhà báo Pierre Johnson còn lưu lại có nội dung: Việt, Tết cuối cùng của mày ở Tân Thế Giới. Nếu mày là người Việt, Julia, thời gian mà mày đã sống dưới ách của Pháp đã đủ. Các anh em Việt của mày đã tự giải phóng khỏi cái ách đó một cách vinh quang và đã đến lúc mày phải trở về. Hãy thu xếp hành lý và nhất là các con cháu mày và cút đi. Nhiều giả thiết cũng cho rằng sự ghét bỏ người Việt tại đây đến từ những người lính Pháp thất trận từ Điện Biên Phủ trở về. Phong trào bài Việt ngay từ đầu đã có sự đồng thuận của nhiều giới trong cư dân gốc Âu. Nhiều địa điểm trên đảo, người ta đã mang hoa đến để đặt tưởng nhớ những chiến binh chết ở Đông Dương và biểu lộ quyết tâm không lay chuyển của dân chúng Tân Thế Giới là không còn một bóng người Việt. Tương như là Việt Minh đối xử với Pháp như thế nào thì bây giờ Pháp phải đối xử với cái bọn Việt Minh ở đây như thế. Nó đuổi Việt hồi hương, nó bỏ Việt cút đi đấy, Việt vào to đấy. Một lý do nữa được đưa ra trong các báo cáo của nhà cầm quyền về người Việt ở Nouvelle-Calédonie khi đó. Người Việt sinh nhiều con, nhạy bén trong làm ăn và họ có thể là một trong những mối lo của người Nouvelle-Calédonie. Cần phải biết rằng đã có một phong trào chống người Việt diễn ra ở đây trong thời kỳ đó. Muốn những người này rời đi bởi sẽ có cơ hội cho những người khác trong lĩnh vực thương mại. Hoặc bị đuổi về, hoặc người Việt muốn về, từ những năm 1954 đến năm 1960 đã đánh dấu một thời điểm đấu tranh sôi sục nhất của người Việt để được hồi hương. Thuế và thẻ, một cuốn sách được ông Vũ Đình Hòe, bút danh là Nguyễn Danh Sơn, ghi lại trong quá trình ông và các bạn tù nhận bản án do chính quyền Nouvelle-Calédonie kết án. Cuốn sách ghi chép về phong trào tự nguyện đi tù để chống lại quyết định của chính quyền bắt người Việt phải lấy thẻ ngoại kiều và nộp thuế cư trú. Đây được coi là một tài liệu ít ỏi còn lại về các phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của người Việt tại Nouvelle-Calédonie. Lý lẽ của những người vui vẻ nhận bản án đi tù và tiền phạt này là gì? Thư của những phạm nhân gửi đi từ nhà tù Cangès được lưu lại trong hồ sơ của nhà báo Pierre Johnson. Chúng tôi đã thông báo nhiều lần cho các cấp chính quyền là chúng tôi không phải trả thuế lưu trú bởi chúng tôi không bị ép buộc đến Calédonie, mà là những người lao động đến Nouvelle-Calédonie bằng hợp đồng lao động và đang nóng lòng chờ đợi về nước. Tờ báo Le Caledonian còn trích lại lời tòa soạn như sau khi nói về hành động đòi hồi hương của người Việt. Người Việt sẵn sàng bảo vệ quyền hồi hương bằng việc sẵn sàng đi tù tập thể. Một cuộc trưng cầu ý kiến của người Việt lần đầu tiên được diễn ra vào năm 1958. 83% đã lựa chọn về miền Bắc Việt Nam, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cũng là quê hương của họ. Có thể trong những người Việt Nam có những người có mối liên hệ cộng sản, đấu tranh chống lại chế độ thực dân. Nhưng liệu đây có phải là một vấn đề chính trị thuần túy hay không? Theo tôi phải nghĩ đến cả khát khao trở về. Có một sự mong muốn được trở về nơi mà người ta gọi là nhà. Je pense qu'il y a une volonté de retourner là où on est chez soi. Ngày 4 tháng 6 năm 1960 tại Hà Nội, Hiệp định Sambon về việc hồi hương của kiều bào Việt Nam từ Tân Thế Giới và Tân Đảo. Giữa ông Sambon, quyền tổng đại diện nước Cộng hòa Pháp tại Hà Nội, và ông Vũ Hoàng, vụ phó vụ lãnh sự Bộ Ngoại giao nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
từ bến cảng này, chuyến tàu đầu tiên đã đưa 551 người Việt Nam trở về nước, đã khởi hành. Đó cũng là thời điểm đánh dấu cộng đồng người Việt được sinh ra ở Nouvelle-Calédonie trở thành hai nửa. Dù số lượng không giống nhau, nhưng họ đã khiến cho một câu hỏi về nguồn cội bắt đầu. Mùa xuân năm 1961 được mô tả như một mùa xuân mới đối với những kiều bào từ Thái Bình Dương đã trở về Tổ quốc. Ở Việt Nam, từ năm 1958, Việt Kiều Tân Thế Giới đã được biết đến rộng rãi thông qua nhiều bài báo trên Báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân số ngày 14 tháng 9 năm 1958 đưa tin, Văn phòng Phủ Chủ tịch mới nhận được thư của kiều bào ở Tân Thế Giới gửi về chúc thọ Hồ Chủ tịch nhân dịp sinh nhật người. Kiều bào ở Numea gửi 322.850 francs để kính biếu Hồ Chủ tịch. Ngày nay, sự kiện hồi hương của kiều bào từ Tân Thế Giới được nhớ tới qua các bản thuyết trình khi khách tham quan tại khu di tích Hồ Chủ tịch. Đó là câu chuyện về chiếc xe Peugeot 404, là một trong 11 chiếc xe do kiều bào Tân Thế Giới mang về trong chuyến cuối cùng từ Nouvelle-Calédonie trở về quê hương tặng chính phủ. Và đây là chiếc xe đã được Bác Hồ sử dụng. Nó được coi như là một kỷ vật gắn với những năm tháng cuối cùng của người. Anxevata vẫn là mỏm đá ngày xưa khi người Việt đứng dõi theo những con tàu nữ hoàng phương Đông xa khuất khỏi tầm nhìn từ Numea. Sau năm 1964, số người Việt ở Nouvelle-Calédonie không còn là bao. Ở Numea, nhiều năm sau, người ta nhắc đến ông Đặng Văn Nha, người con của Chân Đăng năm xưa ở các khu mỏ phía Bắc, nay đã trở thành một trong 50 người có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của Nouvelle-Calédonie bằng kinh tế mỏ. Ông còn được biết đến nhiều hơn qua cuốn sách Bí ẩn Đặng. Người dân Nouvelle-Calédonie cũng gọi ông là một bí ẩn, một số phận bí ẩn. Je pense que quand le fait qu'il ait travaillé aux côtés des indépendantistes qui militent pour l'indépendance économique comme dit Việc ông tham gia vào phong trào đòi độc lập trên phương diện kinh tế đã cho thấy những suy nghĩ cá nhân ông có ảnh hưởng từ những điều ông đã biết về Việt Nam và từ mong muốn của những dân tộc bị đô hộ là có thể tự làm chủ số phận của mình. Et à une volonté je pense pour des peuples colonisés de prouver qu'ils sont capables de prendre leur destin en main. Nhà máy Cơ Nham Bô nằm không xa khu mỏ trước kia cha ông đã bị tai nạn và thiệt mạng. Cái chết đến với cha ông chỉ vài phút trước khi hết ca làm việc ở mỏ Vô. Nhiều năm sau, ông Nha lặng lẽ tìm một con đường để thuyết phục chính phủ Pháp tin tưởng giao cho người bản xứ Canuck kinh doanh Nickel và Chrome tại khu mỏ phía Bắc, cũng chính là nơi cha mình đã mất đi. Nhiều năm sau, ở Nouvelle-Calédonie đã có một trong những nhà máy có sản lượng khai thác Nickel lớn nhất trên thế giới. Mình sinh trưởng ở trên đó nhé. Bố mẹ làm phải vất vả trên đó nhé. Thế xong rồi sau cụ chết cho cái mỏ đó nhé. Thế giờ đến lời con bây giờ này về làm mỏ. Thì cái mục đích mà lấy được cái mỏ đó thì thật là hết ý. Merci au pays du Việt Nam de nous avoir donné. Cảm ơn đất nước Việt Nam đã đem đến cho chúng tôi một con người như vậy. Nhưng chúng tôi sẽ không trả ông ấy lại đâu. Ông Đặng không đủ là một chân dung vẽ lên toàn bộ bối cảnh người Việt tại Nouvelle-Calédonie lúc bấy giờ. Người Việt ngày nay ở Nouvelle-Calédonie có được một vị thế đáng nể trọng, có thể nói cũng bắt đầu từ một quá khứ Chân Đăng. Thế hệ con cái người Chân Đăng gọi nhau là Nholis. Cây Nholis, tiếng Việt gọi là cây tràm. Chuyện kể lại, khi những người Chân Đăng đi làm ở các khu mỏ, những người mẹ chỉ kịp vội vã treo những chiếc nôi lên những cây tràm xung quanh khu mỏ. Và nó cũng được lấy tên để đặt cho thế hệ người Việt thứ hai được sinh ra tại Nouvelle-Calédonie. Nếu những người Chân Đăng không bao giờ hỏi nguồn cội của mình ở đâu, một lòng về với Tổ quốc, thì những người con Nholis, họ phải rời nơi mình được sinh ra để trở về Việt Nam cùng bố mẹ. Và trong đó có cả những người chọn ở lại bắt đầu tự hỏi, biết đâu nguồn cội. Những người rời đi cũng cảm thấy rất buồn. Con tàu nữ hoàng phương Đông đã đưa cha mẹ của Miguel trở về Hải Phòng. Và cùng với họ
là 8 người em trai, em gái của bà, tất cả đều sinh ra ở Nouvelle-Calédonie. Là người Pháp vì được sinh ra trên đất Pháp, nhưng lại mang dòng máu Việt Nam trong huyết quản. Thật đau lòng khi thấy họ rời đi. Tôi muốn họ ở lại đây với tôi, nhưng điều đó là không thể. Họ muốn được nhìn lại đất nước họ. Hải Phòng. Cuộc đoàn tụ của Miriam với gia đình sau 30 năm chia cách. Má chết tất cả mày nữa mà. Có má không? Quay cái rồi. Không quay tất cả chạy ra má đâu. Mày. Má má chạy. Mày đi cái này. Thương con. 30 năm mẹ mẹ mới gặp con. Mẹ thương con lắm, mẹ con ơi. Con. iPhone. Le berceau de la famille. Hải Phòng, cái nôi của gia đình. Miriam, tên khai sinh là Vũ Thị Tân, đến từ Tân Thế Giới, đang khám phá một nơi không gian xa lạ. Con cá này nặng bao nhiêu cân? Cuộc trở về của Miriam đã mang lại nỗi nhớ Numea trong gia đình người Chân Đăng ở Hải Phòng, đặc biệt với thế hệ con cái của người Chân Đăng. Numea, thành phố tuổi thơ của họ. Họ đã mơ về nơi ấy biết bao lần từ 30 năm nay. Numea, một ký ức mà những đứa con của họ chưa bao giờ thực sự hiểu được. Numea, xứ sở của Miriam, nơi bà sẽ trở lại, và một lần nữa lại chỉ có một mình.